review một sản phẩm mới ra mắt của Visionic tại thị trường Việt Nam. Ở đây tôi xin giới thiệu model máy chiếu đó là Visionic VGD515. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về cái ngoại hình và thiết kế bên ngoài. Với thiết kế màu tông màu chính là màu đen và cái vỏ thiết kế hai bên là thân vỏ như vậy, thì cảm giác Visionic khi chúng ta cầm lại lên thì chúng ta cảm giác thiết kế rất là chắc chắn. Với trọng lượng thiết kế chỉ khoảng 2,1 kg thì Visionic này khi chúng ta mang đi thì nó cũng không quá nặng. Đây là một cái trọng lượng khá lý tưởng khi mà chúng ta di chuyển. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu đến các cái cổng kết nối chính của Visionic 515. Từ phía bên trái qua thì chúng ta vẫn thấy các cái cổng kết nối cơ bản như cổng audio in và audio out. Hai cái cổng này cho phép chúng ta lấy tín hiệu âm thanh vào và có thể xuất tín hiệu âm thanh ra một cái thiết bị khác chẳng hạn. Thì các bạn lưu ý đây là cái cổng này sử dụng cái rắc 3.5. Hai cổng tiếp theo chúng ta vẫn hay thấy Visionic vẫn được tích hợp đầy đủ, đó là cổng S video và cổng video. Đây là các cái cổng video kết nối truyền thống từ xưa đến giờ không thể thiếu trên các cái dòng máy chiếu Visionic. Cổng tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là cổng HDMI. Với cổng HDMI được tích hợp trên máy chiếu 515 thì đây là cổng HDMI chuẩn 1.4A, cho phép chúng ta có thể thưởng thức những cái hình ảnh dạng Full HD hoặc là cao hơn Full HD nữa, là chuẩn Wide UHD. Khi chúng ta trình chiếu những cái phim dạng Full HD qua dòng Visionic 515 này thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển những dạng phim Full HD này thành phim 3D để chúng ta thưởng thức ở nội dung 3D. Và hai cổng tiếp theo đó là cổng computer 1 và computer 2. Hai cổng này cho phép chúng ta lấy tín hiệu vào từ máy tính vào. Và cái cổng tiếp theo chúng ta tìm hiểu đến đó là cổng monitor out. Cổng này cho phép chúng ta xuất tín hiệu ra một cái thiết bị khác hoặc là những cái máy chiếu gần đó sử dụng. Các bạn lưu ý một điều rằng là khi chúng ta muốn xuất tín hiệu ra bằng cổng monitor out thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải lấy vào bằng cái cổng đó là cổng computer in 1 hoặc computer in 2. Thế nếu chúng ta lấy tín hiệu vào bằng cổng video hoặc là HDMI thì chúng ta không thể xuất tín hiệu ra bằng cổng này được. Đây là một điều chúng ta nên lưu ý. Cổng hai cổng nữa chúng ta tìm hiểu đến là cổng mini USB. Mini USB này, cái cổng này chỉ có tác dụng duy nhất đó là kết nối với máy vi tính để thực hiện các cái thao tác hoặc là các cái lệnh từ máy tính truyền qua máy chiếu, chứ không có tính năng là đọc file văn bản hoặc là file hình ảnh như chúng ta hay thường ý. Cổng RS232 là một cái cổng service port. Cái cổng này thì cũng là dạng một cái cổng cho phép chúng ta kết nối để chúng ta truyền dữ liệu hoặc là thực hiện các cái lệnh, các cái thao tác từ máy vi tính qua máy chiếu. Với thiết kế hệ thống tản nhiệt khá là thoáng thì 515 thì khi chúng ta hoạt động liên tục 24/24 thì vẫn không ảnh hưởng gì về cái hệ thống tản nhiệt, được thiết kế khá là chuyên nghiệp. Cái ống kính thì cũng được thiết kế khá là chắc chắn và cái việc chỉnh zoom và focus là cũng rất là nhẹ nhàng khi chúng ta sử dụng các cái thao tác trên đây. Đây là hai vòng chỉnh zoom và focus. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu đến thông số kỹ thuật của VGD515. Với độ sáng được thiết kế là 3300 lumen, độ tương phản là 20.000:1 và độ phân giải chuẩn là SVGA 800x600. Thì đây sẽ là một cái lựa chọn để chúng ta sử dụng trong các cái nhà hàng hoặc các cái quán cà phê để chiếu phim, chiếu bóng đá, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng để trình chiếu trong các cái văn phòng. Với độ sáng này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ở trong những cái hội trường lớn hoặc là những cái môi trường nó nhiều ánh sáng. Vì cái độ sáng tới 3300 lumen và độ tương phản là khá cao như vậy thì các bạn có thể trải nghiệm được những cái khung màn lớn từ 200 đến 300 inch và với hình ảnh khá là rõ nét. Với giá bán thì khoảng chưa đến 10 triệu đồng thì VGD515 sẽ là lựa chọn khá lý tưởng cho chúng ta sử dụng vào các cái mục đích như xem phim, video, hoặc là chúng ta đặc biệt là các bạn có thể sử dụng VGD515 để xem phim 3D. Ở công ty VNPC chúng tôi có sẵn những cái phim 3D hoặc là những phim Full HD để các bạn có thể thưởng thức được bằng những cái kính. Chúng tôi hoàn toàn cung cấp kính để khách hàng có thể trải nghiệm được những cái chuẩn video mới nhất. Thậm chí chúng ta cũng có thể trải nghiệm được những cái chất lượng phim 2K hoặc là 4K trên dòng máy chiếu VGD515 này.
Các bạn có thể tham khảo các cái thông số kỹ thuật và các cái tính năng chính của PGD515 trên trang web vnpc.com.vn và đặt câu hỏi để được chúng tôi tư vấn và trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.